sao xung quanh chúng ta có nhiều thứ, có lửa này này này, nhìn là độc vậy, rồi bên kia là nước mà bên đây là điện á, là sao thế? Hãy chọn nguyên tố ui, mọi người ở giữa thì là cái block gì nè? Đâu chúng ta hãy đập thử cái block này coi. Này 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 này, wow, ui, mình là nguyên tố lửa hả? Ôi ơi, nhìn mấy người bên nguyên là tốn lửa nè. Ủa, còn bên kia kìa, ui, tốn gà, ông là gì vậy? Hello, tôi là điện nè, nhìn tôi nè. Ôi, ủa chị ta là gì thế? Chính là độc tố đó. Xem đi, xem không? Ủa, trời ơi, trời ơi. Còn tôi là nguyên tố nước nè. Nguyên tố lửa thì mình có thể phun ra lửa nè. Wow, khá cả lửa luôn kìa, thiệt luôn á. Ôi, nhưng mà, ôi trời trời, đừng có khỏi ra lửa. Ủa, hình như khúc giữa có cái gì kìa? Một cái bước em bé hả? Là thế? Chắc chúng ta phải bắt bước qua đó rồi tao, để mình chặt một chút gỗ qua đây nè. Ok. Ok. Đó bây giờ coi mọi người gần chút ba. Ủa trời ơi, nhà đó cái người có nghe trời trời. Dạ, ơi. Ai da, xuống ơi. Trời ơi làm gì vậy? Trời ơi, hai người đó có đánh nhau đó. Chị Hà giữ đi, con có độc mà giữ vậy. Trời ơi, giữ hơn cho người lửa mình đó. Thôi nhưng mà chúng ta hãy đập thử cái block này coi. Hả? Ủa? Ê, sao ba hai? Mẹ của tôi xuất hiện. Ba mẹ của tôi luôn rồi đúng không? Ba mẹ của tôi cũng là lửa nè. Ba mẹ của tôi là sao? Ba mẹ của tôi là điện. Ba mẹ của tôi là nước. Ba mẹ của chị là đâu? Thể năng lực cho ba mẹ coi. Ủa, là mình giúp bè năng lực cho ba mẹ bằng cách vẽ thôi. Trên tay tôi cũng có nè. Ồ, ok, thế tôi thử. Đúng là chúng ta phải vẽ ra rồi. Đó là mình nè, sau đó mình sẽ cho vài cái tóc lửa của mình ở trên đây. Mình sẽ vẽ ba mẹ của mình ở bên mẹ của mình sẽ ở đây. Sau đó mình sẽ vẽ tóc lửa cho họ nè, tóc lửa bên đây nè. Mà sao thế này sao tôi thấy xấu vậy ta? Nhưng mà tôi là em bé, chắc vẽ như vậy cũng được rồi. Đây là bức tranh của tôi nè mọi người. Mọi người sống chơi, mọi người sống chơi dạ. Xong rồi, xong rồi. Ôi, coi nè, đánh giá bức tranh của tôi đi. Ủa, bức tranh gì nhìn hề ấy. Rồi tới gà, ủa gà là cái gì vậy, sao có hai người vậy? Bên đây là tô gà đúng không, bên phải là ai vậy? Nabi với tô gà nè, tô gà hệ điện, Nabi hệ đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đúng rồi. Coi chân tôi nè. Đây là Huy nó bắn nước hả? Chiêu nước đó. Còn của Gina là gì? Con này giống tôi vậy, con này giống tôi vậy. Mà sao cái này nó chỉ là con gà với con thỏ hả? Vậy Nabi còn tóc hai chùm, không biết gì hết. Trời ơi, như con thỏ vậy trời ơi. Tôi gà đâu tóc đâu. Tôi gà không có tóc, tôi gà có cái màu gà trên. Ủa, tới nhà trẻ thôi các con ơi. Ủa, là mình đi đâu vậy? Nhà trẻ hả? Đó chỗ gì mà tối dữ vậy, không thấy gì hết trơn vậy mọi người. Ôi trời ơi, hình như có cái gì bên kia kìa. Trời ơi, nhìn đáng sợ, muốn ra ngoài luôn á. Giờ có cách gì để chỗ này sáng hơn không? Ui, hình như ở đây có cái nến gì nè. Tôi nghĩ chắc cho nó sáng lên là mọi thứ nó sẽ sáng đó. Ủa, không thấy đâu cả ơi. Bây giờ tránh ra để tôi hổ lửa vô cái nến nè. Mấy cái chỗ này khóa, đợi sao chơi. Ôi, nhìn kìa. Một cái nơi được mở rồi. Yeah, cậu chơi, cậu chơi. Ôi, nhìn đi ta kìa. Wow. Ủa, cái gì vậy? Thiếu cái gì hả mọi người, chứ chọn vậy sao vui. Đúng là nó thiếu gì á, hình như nó thiếu à. Ủa, nó thiếu nước mọi người ơi. Mình phải bỏ nước cho như kiểu là mấy cái bán trượt nước ở công viên nước á. Ôi ơi, thấy cái này hợp cho ông nè. Thôi, coi lên, thả nước xuống nè. Xoay được chứ. Ê Giác ơi, trên này có cục gì như là máy phát điện nè. Để con đó gà thử đi. Được rồi, để tôi hãy cho. Hãy cho. Wow, nó bắt đầu chạy kìa. Vui vậy, vui vậy. Ê mà gà, thấy nó còn chậm quá à. Nhanh hơn chậm đi. Tôi cho nó nhanh lên nha. Đâu hả? Tu đúng rồi. Tôi lên trước cho, tôi lên trước cho. Tôi lên trước cho. À, tôi lên trước. Bây giờ tụi mình không có nhường nha. Mình sẽ đánh lộn thử là nào á. Đúng rồi,
thiệt chứ. Thôi chắc mình nhường con gái đi gà. Lũ Nguyên Tố hả? Ba mẹ mình đâu rồi không mọi người? Ba mẹ đâu mất tiêu rồi ta? Mọi người có thấy ba mẹ mình đâu không? Không thấy luôn, đã mất tiêu rồi à. Ủa tại sao cả gia đình của bốn Nguyên Tố thì biến mất hết trơn rồi? Tụi mình nên vui vô thử đi, nhiều khi ba mẹ mình bị hút vô đó rồi. Chắc hợp lý á, tụi coi. Vô nào. Đây là đâu, đây là sang đâu. Ba mẹ mình hả? Sao họ lại bị nhốt vào trong đó thế? Oh shit. Gì to nè. Hả? Ngươi là ai thế? À, chính là Nguyên Tố Bóng Đêm. Ta muốn có hết tất cả nguyên tố của tụi bay để ta mạnh hơn. Cái gì vậy? Wow. Tao bóng đêm cái gì kìa. Ôi trời trời trời, mình phải đem vào đeo. Ơi quanh ta hồi hả? Xem kia nước của ta. Ô gà kết hợp chiêu điểm đây. Ok, chứ chuẩn bị mà. Hãy cho tiếng gì hả? Tiếng gì hả? Ô 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 thì cái cổng tên nó vẫn xuất hiện đó, không biết làm sao để cho nó ra khỏi đây để mọi người. À, cái tên Nguyên Tố ác ám chết tiệt kìa chứ. Gì đây? Ở về nhà hộ quái vật Nguyên Tố. Nguyên Tố. Trời ơi, quái vật nó hiện ra kìa mọi người. Mày nè, mày nè, mày nè, cho một góc rồi đó, hãy bấm vào video này để xem nha. Tại sao em đọc làm gì vậy?